Mua nhà đừng chờ đủ toàn bộ số tiền, nhất định phải vay tiền để mua. Cho dù bạn đủ năng lực về tài chính nhưng cũng đừng thanh toán một lần, và thời gian vay thì càng dài càng tốt bởi ba lý do như sau. Một, trong tiềm thức mách bảo bạn rằng tại sao bạn lại muốn mua căn nhà đó? Có phải căn nhà này nó sẽ tăng giá trong tương lai? Vậy thì bạn hãy quyết định mua nó. Và nếu những bất động sản nào của bạn không có khả năng tăng trưởng, hãy bán nó đi để bạn có thể mua được từ 2 cho đến 3 bất động sản và chờ đợi nó tăng giá. Lý do số 2, nếu bạn dùng toàn bộ số tiền của bạn để mua nhà thì khi bạn gặp sự cố về tài chính, bạn sẽ vội vàng bán bất động sản đó đi, và bất động sản đó chưa kịp tăng giá, tới lúc đó bạn sẽ bán lỗ nó. Thay vì như thế, bạn hãy dành một khoản tiền học hỏi và phát triển bản thân để bạn có thể gia tốc được cái thu nhập của mình. Thứ ba, đó là nếu như bạn nghĩ rằng khi bạn mua bất động sản, bạn vay 35 năm và thời gian vay quá nhiều và lãi bạn phải trả quá lớn thì bạn nhầm rồi đó. Có một thứ mà bạn phải biết, đó là sự lạm phát của đồng tiền. Khi bạn vay tiền thì tiền của bạn đang có giá trị, nhưng mà một thời gian bạn trả cho ngân hàng thì tiền đã bị lạm phát. Vậy thì đặt ra câu hỏi là tiền của bạn có giá hay không? Đây là lý do mà của tất cả các nhà đầu tư họ luôn sử dụng đòn bẩy tài chính để mua nhà.